Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay mẹ mày còn dậy đi ăn sáng à? Có cái chị ở nhà gần Lê Lì, chị cũng coi video của cái gia đình đó. Chị mời đi ăn nhưng mà đây là lần thứ hai rồi. Tại vì bữa gặp cô Năm rồi chị cũng mời, nhưng mà tại vì ngày đó có gia đình có bận á, hay là có người đến chơi với Năm á, chia tay Năm nên đi không được. Hôm nay chị mời mẹ nên mẹ với Lê dậy sớm. Mời chị đi ăn sáng nha cả nhà. Coi cái nhà theo theo với mẹ coi à. Cái cô này hôm bữa có mua đồ rồi, mua cao tỏi rồi mua trà giảm cân, nhưng mà trà giảm cân chưa có nên cô đợi chừng nào có trà giảm cân sẽ đưa cho cổ. Cổ gần gần ở nhà Lily khoảng lái xe khoảng 15 phút à, nên mấy chị em với là mẹ đi ra quán sáng với chị đó nha. Cả nhà cứ đi theo dõi với mẹ với Lily nha. Lê Lì tới ăn ở chỗ ăn sáng rồi nha cả nhà, đó mẹ với chị. Ừ. Bé mẹ Quỳnh chúc quà cho bé vui. Mẹ cũng cảm ơn con nha. Con để đây cho cô cho quà nhỏ Quỳnh cả nhà ơi. Cô cũng cảm ơn con nhiều nha. Về rồi kêu ba của Nhã Quỳnh quay lên. Nhã Quỳnh coi có vừa không, em mua mà em cũng hơi bị rung. Đoán đại. Chắc em với chị có con qua chắc mình lựa cũng dạ, ok. Con hy vọng chị coi qua màn hình thôi. Nhắm nhắm khoảng bé bao nhiêu tuổi rồi cũng nhắm vậy thôi chứ con coi cũng biết, hy vọng. Nhìn cô trong YouTube bạn mến con thương cô cũng cảm ơn con nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô. Welcome to America. Mà nói mẹ uống cà phê ha, mẹ uống cà phê nha. Dạ đó, cà phê đó mẹ. Rồi tôm lết potato. The biscuits and turkey. And how are you doing with it? Sunny side up? Yeah. Oh, I think she ordered. That's okay. Yeah, sorry about that. I want a healthy FY of owners. Yeah. Alright. Anything else I can get to yours? That's real, ma'am. Alright. How are we doing the check this morning together? For me. On me. Gotcha. Do you guys need anything else to send you? Yeah, sure. Thank you. Yeah, really love you. Cũng là vừa vừa như cái dụng mà như rồi là làm có nhiều cái dụng mà có người sáng mình ra với người ta rồi đưa vô một cái có nhiều khi mình ra làm tiếp nữa cũng phải làm chứ không phải cô ra giường để cô nhìn ta mình đi làm cho mình thấy mình làm gì đó. Kêu cho mẹ phần trứng với bánh mì nha cả nhà. Lo hoài lan mì của bà Lan Tây á mẹ. Cô Lê Lì. Đây là đợi ăn sáng là đông. Yes, thank you. Mẹ chị ăn đi mẹ. Mẹ chắc mấy đứa con ở của chị nó còn ngủ đó, không chị không nổi đâu. Con em muốn vậy chị không nổi mẹ. Dạ. Sáng. Mẹ ăn được không mẹ? Con. Dạ. Từ bắt cô về đây rồi, bắt đầu cô đi đến đường đó. Là tôi
cái này cái kia đồng hồ của ba. Bởi vì hiện giờ là đây là cô với nguyên cả gia đình nè. Mẹ ăn nữa đi mẹ. Cô cứ ăn từ từ, con mà cũng ăn từ từ á. Uống cà phê nữa không? Nhiều quá rồi, sáng sớm ăn không nổi, lì dì mẹ xin hộp đem về nha cả nhà. Cảm ơn cô, cô dưỡng sức khỏe nha. Thank you. Sau gặp cô lại nữa ha. Rồi, thank you chị. Thank you Lily nha. Vì hả mẹ để em lo cho mẹ về xong mà đúng rồi, có gì cho đến nhà em chơi. Mời chị đến nhà chơi nha. Rồi ơi, nhà ơi, giờ buổi tiệc cháu mời mình đến đây dùng xong rồi, giờ mình chia tay mình về nha cả nhà. Ai cô cũng chúc con sức khỏe nha. Rồi để nếu có dịp thì con sẽ qua đây thì con đến mà thăm thật. Cảm ơn mà cô đã nhiệt dễ rồi còn mua quà cho nhà Quỳnh nữa. Em chị gặp lại nha. Dạ dạ. Đi. Chị đậu xe đâu? Em đậu bên đây nè. Rồi vậy mình chia tay nha. Bye cô. Bye chị, cảm ơn chị. Chia tay kỳ sau gặp lại. Dạ dạ. Ha. Rồi. Thank you chị, thank you chị. Đi mẹ. Đây là với mẹ đi ăn với cái chị đó về rồi nha cả nhà. Nhưng mà giờ hôm qua đóng thùng rồi, nhưng mà cái thùng nhà Lily có thì nó hơi nhỏ. Thì phải đi vô cái storage để lấy cái thùng bự ra để cho mẹ để vô á, rồi mới đóng thêm thùng tiếp. Nên đi ăn về nghe cái tin cũng hơi buồn, tại vì hôm bữa giờ Lily đang đợi trà giảm cân với lợ cao tỏi thải độc ra gan qua, nhưng mà trên đường qua nó bị lộn ở đâu á. Thường mình gỡ có cái tracking number, nãy Lì vô có coi xong Lì gọi thì người ta nói nó đang lạc ở đâu để người ta locate cái thùng mình nó đang nằm ở đâu. Nhưng mà xui nữa là nay cuối tuần nữa nên không có làm được cái gì á. Để thứ hai Lì sẽ gọi lợ mấy cô, mấy bác hay mấy chị bữa giờ order hàng của Lily á, cho Lily xin lỗi tại vì nó chưa tới được, hơi chậm một chút. Nên cả nhà thông cảm cho Lily nha. Rồi thứ hai Lì sẽ gọi lên một lần nữa để người ta trả lời cho mình biết cái thùng mình đang nằm ở đâu á. Chắc hy vọng trong hôm nay thứ bảy, trong hy vọng thứ hai đi, nếu mà có người ta kiếm ra được thì sao sẽ gửi về cho mình trong vòng tuần tới, thì nếu mà nhận được thì sẽ gửi ra cho cả nhà. Mong cả nhà thông cảm cho Lily nha, tại vì lần đầu tiên mình bán mà mấy cô mấy chị ai cũng ủng hộ nhiều á. Mới là mình mua cái gì mình cũng muốn gỡ tới nhanh á, mà nó hơi chậm nữa, chứ rồi thì gửi từ bên Việt Nam qua nữa nên nó hơi lâu. Mong cả nhà thông cảm cho, nếu mà Lily sẽ từ tới nhận được Lily sẽ gửi ra liền. Rồi giờ Lily với mẹ đi vô nhà kho để lấy cái thùng cho mẹ, để mẹ về mẹ phát đồ vô nữa. Mẹ con mẹ đi hả? À con. Mẹ là xin chào cả nhà cái hộ tội nghiệp mẹ, mẹ có buồn đi về mẹ cũng buồn. Chào cả nhà. Coi như giờ hai mẹ con mình đi vô kho lấy đồ, lấy thùng không để về đóng đồ thêm đó cả nhà. Rồi thôi cũng mong cả nhà cũng thông cảm cho con mình nha. Mới bán lần đầu mà không được suôn sẻ cũng thương con mình. Nhưng mà thôi cũng mong bà thông cảm cho con mình. Thôi bây giờ hai mẹ con này đi vô để lấy cái thùng không có gì để tại mua mấy cái đồ mà chút rồi mấy cái nó không có nặng mà nó bự á, nên giờ cái thùng nhà có hơi nhỏ. Tại vì đi Lì về đợt rồi về Việt Nam qua có giữ lại mấy cái thùng, nên giờ vô trong lấy, vô kho lấy xong rồi về để phát đồ cho mẹ tiếp. Thôi video đã dài, cho đi Lì kết thúc tại đây. Hẹn cả nhà lại next video nha. Xin chào. Chào lại gia đình của mình.